Nguồn ngang vật liệu xây dựng, rác thải, phế thải bốc mùi hôi thối. Về hè bị đào sới gô ghê là thực trạng đang diễn ra tại nút giao thông Chùa Bộc, Thái Hà. Một trong các nút giao nóng nhất trên địa bàn quận Đống Đa gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân tại khu vực ngã tư này. Với tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, dự án xây dựng hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc, Thái Hà quận Đống Đa Hà Nội là dự án trọng điểm được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt với kỳ vọng tháo gỡ, giải quyết vấn đề ủn tắc giao thông tại một trong những khu vực chịu nhiều áp lực nhất quận Đống Đa. Dự án có chiều dài 521,03m, bao gồm các hạng mục nền, mặt đường, cống thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, tổ chức giao thông và các công trình phụ trợ khác. Theo phương án thiết kế, khi hoàn thiện góc 1 phần 4 phố Chùa Bộc hướng đi Thái Hà sẽ được chỉnh trang, cải tạo bên phải tuyến, bắt đầu từ cổng Học viện Ngân hàng qua góc ngã tư, tiếp đến tuyến phố Tây Sơn hướng đi Nam Đồng và kết thúc tại cổng Đại học Công đoàn. Đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã tiến hành giải phóng mặt bằng khoảng 110 hộ dân để phục vụ cho dự án. Dù hiện đã hoàn thành giai đoạn giải phóng mặt bằng, dự án vẫn còn nhiều vấn đề tồn động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân tại nơi đây. Kể từ ngày khu vực này được giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án, người dân tại đây phải chung sống với rác thải, phế thải, đất đá ngổn ngang. Trước cửa nhiều căn nhà đang được tháo rỡ một cách giang dở trở thành bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối. Gia đình bà Bình là một trong những hộ dân có diện tích đất thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án. Vì số lượng đất phục vụ cho dự án không lớn, kết cấu nhà ở vẫn khá ổn định, không bị phá rỡ nhiều, gia đình bà Bình vẫn sinh sống tại đây. Sau khi nhận được đền bù với giá 47 triệu đồng trên một mét vuông, ngôi nhà của bà Bình liền nằm sát dự án và hứng chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ công trình. Về hề phố Chùa Bộc hướng đi Thái Hà nằm trong dự án bị đào sới, gồ ghề, khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn và khiến nhiều người dân phải đi bộ dưới lòng đường. Một đoạn về hề trên con phố này cũng đã bị chất đầy rác thải dân sinh và rác thải xây dựng điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ảnh hưởng lớn đến quá trình đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân nơi đây. Nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại phố chùa bộc bị ảnh hưởng từ khi dự án triển khai, như buộc chủ cửa hàng phải di rời hoặc tìm nhà khác để thuê. Từ lúc chị đến nó chị thuê là đã làm, từ lúc đó đến bây giờ chưa xong luôn mà hôm trước mà trời mưa thì sình à, hết ở ngoài đâu đi mình còn ngại bà ai người ta vào mua hoa đi và người ta bẩn ấy. mình bán một chỗ mình phải gây dựng thương hiệu của mình một thời gian bây giờ mình bỏ đi thì nó lại quay về con số không rồi bây giờ mình cố gắng mình trụ thì thôi cứ mong người ta làm cho nó nhanh để rồi mình bán chứ theo ghi nhận của phóng viên báo sức khỏe và đời sống, một phần của dự án chùa bộc dễ Thái Hà đã được quay tôn kín và treo biển cảnh báo công trình đang thi công. Nhiều người dân khu vực cho rằng tiến độ thi công chậm chạp khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng trong thời gian quá dài. Dự án đầu tư hoàn thiện nút giao thông Chùa Bộc Thái Hà là một trong các dự án trọng điểm của Hà Nội để cải thiện tình trạng ùn tắc ở một trong các nút giao nóng nhất trên địa bàn quận Đống Đa. Theo kế hoạch mở rộng, mặt đường tuyến phố Chùa Bộc trong nút giao sẽ rộng từ 23 đến 30m, đoạn từ Chùa Bộc đến phạm vi nút giao rộng từ 16 đến 18m, về hề rộng trung bình 3m. Đại diện chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cho biết Việc đầu tư xây dựng góc 1 phần tư chùa Bộc Tây Sơn không chỉ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, tăng cường năng lực thông hành qua nút giao mà còn tạo nên cảnh quan cân xứng, hoàn chỉnh cho cả khu vực. Theo dự kiến, đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, dự án sẽ cơ bản xong phần thảm thô và hoàn thành vào 30 tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, đến hiện tại công trường vẫn ngổn ngang gạch đá, rác thải đổ trộm, gây ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường người dân rất chia sẻ với những khó khăn bất khả kháng trong thời gian thi công song cũng rất mong muốn tiến độ dự án được đẩy nhanh để tránh ảnh hưởng quá nhiều đến việc đi lại và an toàn giao thông